cho mommy có một bên sắp hết rồi, một bên ở trên đó màu đen thì mình thôi. Mà biết còn họ sau khi mommy cắt xong thì con sẽ cắt cái đầu con hoàn hảo thôi, thì lúc đó sẽ đẹp trai thôi. Hôm nay nó đang làm gì ạ? Rắc ra nhà, phải quét nhà lại nha, tóc xanh rồi. Rút lên, nhắm mắt lại để nhìn mặt trời. Quay qua đây. Thank you.
gì nữa? Không chưa? Đừng nhúc nhích nè. Thank you.
đợi phút nha. Xin chào. Là mình có suy nghĩ chắc khỏa sáng là tự làm chứ không phải là cái gừng à. Tự làm hả? Mình bây giờ nó còn lúc lên ngoài thì vào sáng không có hả? Các coi lại mới thấy. Thank you.
Pavarotti 200.000. Mấy chiếc mới 100 lớn nữa ha. Đó là gì? Sao mình thêm chút siêu hoa này quá, có cái này thì dài hơn, tóc nó ngắn quá nhìn giống như ở trong tù mới dài.
nói này xoài cái miếng mặn cái mua chơi bằng tay hả chạy 2-3 tiếng đảo quá rồi sao thôi nó cái máy cũng ok không ai nó mở máy tới mình tới present mode luôn hai ba tiếng này rồi nhớ đây off it con gì con cơm hả con như vậy không được hả công chủ về sao? Con gì cũng được, tại vì tất cả con gì cũng là con người ra hết trơn. Tại nó là một đơn thuần lắm nó bị lộ ra như vậy. Close it, we better find inside. Close it. Công chủ sẽ nhớ lại sao? Nhớ thì cũng là con chó. Thấy con chó cũng có bị xe cản trên con mèo công chủ này ở ngoài đường. Yeah. Well, it's out there.